người nhỡ xuất hiện như vậy thì ta phải chết sao? Spider-Man sẽ tới đây nè. Gieo ghê. Spider-Man. Spider-Man. 4 tuổi gì mà bự con vậy? Nói thật đi, năm nay bé mấy tuổi rồi? Con biết 8 tuổi. Kêu. Ai giống người nhện vậy ta? Ủa ba hả ba? Ba coi con làm người nhện nè. Con nè, coi nè. Ôi ôi. Tao là người nhện đây. Trời ơi. Người nhện nó xuất hiện thiệt rồi hả? Đúng rồi. Tao xuất hiện nè. Trời ơi, người nhện xuất hiện như vậy thì ta phải chết sao? Trời. Xin người nhện ơi tha cho ta đi. Ta biết rồi, từ bây giờ sau ta không dám gì nữa đâu. Người nhện hãy nhẹ tay cho ta. Được rồi, ta sẽ thay cho nhà ngươi. Đa tạ người nhện. Không được tái phạm nữa đó. Yes, ok. Đấy, con làm gì vậy? Té đó. Chà, người nhện đây, Spider-Man. Té xuống. Xuống con. Trời, Spider. Ủa sao dính vậy trơn trời? Đi xuống đi, muốn dính thì chiều nay ba mua cho keo dán sắt, ba dán cho dính. Té mày giờ nè. Hả? Từ từ. Người nhện ba. Ừ, người nhện giỏi lắm, người nhện của ba giỏi lắm. Ngày mai hai chị em mình đi chụp hình làm hộ chiếu, sẵn tha quan vòng quanh Sài Gòn lần cuối luôn ha. Dạ. Bây giờ Tâm Anh nói đi. Tâm Anh thích đi đâu nhất ở Sài Gòn? Ba điều thôi nha. Buffet. Buffet hả? Ừ, được. Cái đó dễ mà. Còn điều thứ hai hả? Băng đăng. À, là thuyền đường tuyết đúng không? Dạ đúng rồi. Chị cũng thích cái đó lắm. Hai chị em mình đi thử ha. Dạ. Còn điều cuối cùng, Tâm Anh muốn gì đây? Thôi, cái điều kiện này em sẽ nhường lại cho chị gái thương yêu của em. Chị chị à? Ừ. Để coi. À, hay là hai chị em mình lên tòa nhà cao nhất Sài Gòn này ngắm cảnh thành phố đi. Dạ, được đó chị. Nhưng mà không biết có đủ tiền không ta? Ừ, chị cũng đang lo nè. Bây giờ á, tiền của mình tổng cộng là 4.900.000. Mình sẽ làm visa hết 3.800.000. Vậy là mình còn bao nhiêu? 1.000.000. Đúng rồi, Tâm Anh giỏi quá. Nhưng mà 1.100.000 không biết có đủ không ta? Có đủ đó chị, còn dư là đằng khác. Để chị tính thử ha. Dạ. Để coi, chụp hình làm hộ chiếu khoảng 25.000, nhân 2 là 50.000. Rồi mình làm hộ chiếu hết 150.000, nhân 2 là 300.000. Còn buffet thì mình ăn cái nào rẻ rẻ thôi ha. Dạ. Tầm 100.000 là được rồi. Dạ. Vậy là 100 nhân 2 là 200.000. Còn vé tham quan thiên đường tuyết thì chắc 75.000. 75 nhân 2 là 150. Tham quan tòa nhà cao nhất thành phố thì chắc 100.000. 100 nhân 2 là 200. Tổng cộng là 900.000. Rồi, vậy là mình dư tới 200 lận á. Dư sức luôn. Yeah. Chú ơi, chụp hình lấy liền mà giá rẻ nhất là bao nhiêu tiền vậy chú? Nếu mà rẻ nhất á là 50.000. Rồi cô bé, thẳng lưng lên nè. Mặt nhìn thẳng ha. Rồi đưa cằm thẳng cao nè. Rồi nhìn thẳng nha. 1, 2, 3. Nhìn thẳng nha con gái. Đúng rồi, chú chụp nha. 1, 2, 3. Hả? Tiền làm hộ chiếu thôi mà mắc vậy sao? Lệ phí cấp hộ chiếu của mỗi người là 200.000. Làm hộ chiếu thôi mà sao mắc dữ không biết nữa. Chị ơi,
Đà này chắc mình không được ăn buffet rồi. Tuy là mắc thiệt, nhưng mà chị nghĩ ăn buffet cũng không có tốn bao nhiêu đâu. Thôi mình đi ha. Khoan đã. Nhưng mà lỡ như tiền buffet cũng mắc thì sao? Chị nghĩ chắc là đủ mà. Cứ thử coi sao ha. Hiện thân chính nghĩa, Spider-Man, chiêu chiêu. Hiện thân chính nghĩa, Spider-Man, chiêu chiêu. Tâm Anh ơi, Spider-Man tới nè. Tâm Anh ơi. Thấy chưa, em đã nói là mắc lắm mà. Hay thôi chị ơi, đừng khỏi ăn luôn cũng được. Thật sự thì em thích ăn phở hơn là ăn buffet á. Hay mình đi ăn phở đi chị. Không được đâu, chị đã hứa với em là chị cho em ăn buffet mà. Hay là em vô ăn buffet mình đi, rồi chị ăn phở sau cũng được. Thôi làm gì chán lắm. Hay là hai chị em mình đi ăn phở luôn đi. Chị có cách này nè, hai chị em mình ăn được luôn. Cách gì vậy chị? Nhưng mà từ bây giờ ai hỏi em bao nhiêu tuổi, em phải nói là mình 5 tuổi nha. Dạ xin chào quý khách ạ, mình đi mấy người vậy ạ? Cho em một vé người lớn, một vé cho em nha. Dạ sao nhìn bé lớn quá vậy, bé mấy tuổi rồi ạ? Dạ mới có 5 tuổi rồi chị. 5 tuổi mà nhìn mặt bé lớn. Tại vì bé ăn nhiều quá chị, cho nên hơi mau lớn thôi, không có gì đâu. Vậy con mấy tuổi rồi con? Dạ rồi, làm phiền chị ạ. Vé của mình là 250.000 nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Đây là bữa ăn buffet cuối cùng của mình ở Sài Gòn đó. Em nhớ ăn nhiều nha. Đi khỏi dặn, em sẽ ăn cho bể bụng luôn. Spider-Man chú chú. Spider-Man đã xuất hiện rồi đây. Spider-Man tới đây. Spider-Man sẽ tới đây. Yeah. Yeah, yeah. Spider-Man. Spider-Man. Chú. Trời đất ơi. Hả? Con là con gái nha, làm chi? Trời đang mưa kìa, không thấy hả? Leo cây té bây giờ, đi vô nhà, nhanh lên. Không sao, không sao. Con là Spider-Man mà. Spider-Man chú chú. Ăn no bể bụng luôn hả chị? Chị cũng no quá trời luôn mà. Không phải 75.000 mà tới 100.000 luôn đó chị. Hay là em vô chơi đi. Chị ngồi đây chị đợi em nha. Thôi em vô đâu, có chị em mới đi à. Sao vậy? Mình lỡ tới đây rồi mà. Thôi, em không thích đâu. Chị ơi, trẻ em dưới 48 tháng tuổi không cần phải mua vé vào cổng luôn kìa. Con là sao? Là sao trời nhỏ con? Trời ơi, hai người không có chịu nghe con giải thích gì hết á. Vô khóc quá thì khóc luôn, không ai nói gì được hết á. Rồi nói đi, chuyện gì? Làm chi đi toilet rồi. Nó leo lên cây, rồi trời mưa lâm râm, nó chợt chân nó té. Bác sĩ nói là nó bị say xước nhẹ thôi, không có sao hết á. Cũng may nha, nó leo mới tới nửa thân cây thôi á. Nó mà leo tới trên ngọn là xong phim luôn rồi. Trời ơi! Dạ. Vậy tại sao anh ngồi ghế ở ngay phòng cấp cứu? Thì tại anh thấy cái ghế đây trống là anh ngồi thôi. Trời ơi, cái thằng này thiếu gì chỗ ngồi sao lại ngồi đây chứ hả? Ủa rồi, ngồi ghế trống còn bị đánh nữa. Không ai. Mẹ đã không cho leo trèo mà cứ leo trèo hoài vậy hả? Thôi được rồi, nói không sao là tốt lắm rồi. Ủa mẹ, mẹ ăn mặc vậy định đi tiệc hả? Dài mẹ đâu? Thôi chết. Vội quá, mẹ quên mất tiêu rồi. Vậy mẹ mang dài của con đỡ được không?
Chị ơi, bán cho em một vé người lớn nha. Dạ, từ 48 tháng trở lên là được tính một vé. Nhưng mà bé này chưa có đủ 48 tháng đâu chị. Hả? Bé mới có 47 tháng à. 47 tháng gì mà bự quá vậy, học tiểu học thì đúng hơn á. Dạ không, chị nhìn vậy thôi chứ bé được mệnh danh là sumo mà. Bé ơi, năm nay bé mấy tuổi rồi? Con với 4 tuổi. 4 tuổi gì mà bự con quá vậy, nói thật đi, năm nay bé mấy tuổi rồi? Con với 4 tuổi. Đó, em nói thiệt mà, bé mới được có 47 tháng à. Chị ơi, ở đây lạnh quá à. Mà ở chỗ ba sống có lạnh như vậy không chị? Chị cũng không biết nữa. Dưới 36 tháng mới được miễn phí. 36 tháng là 3 tuổi. Thôi cái này em chịu thôi. Làm sao em giả con nít 3 tuổi được. Bây giờ sao đây ta? À chị ơi, hay là sau này mình có tiền thì mình đi ha. Nhưng mà sau này mình đâu có còn ở đây đâu. Sẽ không ai tin em là con nít 3 tuổi đâu. Chị có chắc lần này người ta tin mình không vậy? Mình sắp đi xa rồi, thôi được quay lại đi. Dạ. Nhưng mà chị nghi quá à. Thử chút nha. Mấy tuổi? 3 tuổi. Không có được đâu, 3 tuổi là phải ngọng hơn nữa. Như vậy là chưa có đủ ngọng. Em phải rút ngắn cái lưỡi là hơn nữa nha. Thử lại nè. 1, 2, 3. 3 tuổi. Chưa được. Phải. 3 tuổi. Chờ lớn nha. Dạ. Ồn ào quá vậy hả? Chị, chuyện gì vậy con? Cái con nhỏ này lì ghê á. Mẹ đã kêu là cởi bộ đồ đó ra nghe chưa? Nó chỉ mặc thôi mà. Với lại làm chị có hứa với bà là không leo trèo nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Cái con nhỏ này nè, nó mà chịu giữ lời hứa là chết liền á. Dạ. Ông bài xong chưa mà đúng đang nhúng nhảy vậy hả? Con coi xong làm bài sao? Đi lên lầu làm bài tập cho mẹ. Cô ơi, cô nhìn kìa, chị Bạn Mai á cô. Ủa? Công nhận nhỏ Băng Mai này nó lên sân khấu giòn khác quá. Nó thành công vậy là đúng rồi. Phải tập luyện rất là nhiều đó. Công nhận cổ vừa hát hay vừa nhảy đẹp nữa. Trời đất ơi. Gì vậy? Lên đi, lỗi nha.